Mến chào các bạn đang quay trở lại đoàn phim Đêm Đầu Tiên trong bộ truyện Diễn Viên Lấn Sân của tác giả Bắc Nam, tập 7. Chào Rama vậy thôi các bạn à, mà mặc dù là đây là mình cũng đọc khá nhiều câu chuyện liên quan tới ảnh đế với ảnh hậu và giới giải trí rồi, nhưng mà lần đầu tiên đọc một cái bộ truyện nó liên quan đến một cái bộ phim và tình tiết cặn kẽ cách làm ra một cái bộ phim như thế nào thì mình khá là thú vị. Đó là một kiến thức mới. Mình cũng đang chỉ tiếp xúc với việc làm những cái TVC ngắn hoặc là những video clip ngắn thôi, nó không hùng hậu như thế này. Và mình cũng mong ước làm sao sau này có cơ hội thì mình sẽ tham gia một đoàn làm phim nào đấy. Và bộ truyện này khá thú vị đối với mình. Và mời các bạn tiếp tục xem câu chuyện, đón nghe bộ truyện ngày hôm nay nhé. Tâm sự đầu truyện một chút xíu vậy thôi. Lúc xong việc trời cũng đã sầm tối. Lục Văn bị Nhâm Thu gọi ra sau monitor để xem bản thô, cảm giác được nhìn từng cảnh quay mà mình diễn rất đối lạ lùng. Hắn đờ đẫn nhìn cái ghế trống không bên cạnh, chẳng biết cụ Yến Đình bỏ về lúc nào. Trên màn hình, Diệp Sam ngồi ở góc trong cùng, tàn học đã lâu, trong phòng chỉ có một mình cậu. Cậu từ từ dùng bút nâng hai tay dí sát mặt, ngửi ngửi mùi hương trong lòng bàn tay và ấm tay áo. Nhâm Thu nói: Diễn biến tâm lý rất tự nhiên, từ chết lặng tới từ căm ghét chính mình, diễn xuất rất truyền cảm và rung động ấy. Lúc diễn cảnh này, Lục Văn nhớ tới cụ Yến Đình bảo rằng hắn không nổi tiếng, học hành nát bét, thủ lao thấp tẹt, cứ thế khó mà không tự ti được. Cuối cảnh quay, Diệp Sam xông vào nhà vệ sinh nam vặn vòi nước rửa tay, cậu kỳ đi kỳ lại nhiều lần, miết 10 ngón tay tới mức đỏ tấy, mu bàn tay có thêm vài vết cào dài ngoằng. Lúc quay, Lục Văn không có cảm giác gì cả, bây giờ đứng ngoài quan sát hắn mới thấy hình như từng gặp cảnh tượng ấy ở đâu rồi thì phải. Chẳng đợi hắn nhớ ra, Nhâm Thu lên tiếng khích lệ: Cả đây, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Lục Văn mỉm cười cường gạo, hắn không giỏi che giấu nên nhìn cái là biết ngay đang bị tụt mút. Nhâm Thu nói: Tiểu Lục, đừng có ủ rũ thế chứ, muốn làm diễn viên xuất sắc thì phải có thời gian, cậu mới có bao nhiêu kinh nghiệm, chuyện này bình thường thôi mà. Lục Văn dễ chịu hơn một chút nói: Cảm ơn đạo diễn Nhầm đã thông cảm. Thôi, khỏi cần cảm ơn, lần sau diễn không tốt thì tôi mắng vẫn mắng cậu thôi. Được rồi, có áp lực thì mới có tiến bộ, khả năng tiếp thu của cậu rất nhạy, bắt rất đúng mạch cảm xúc rồi thì cậu sẽ diễn tốt thôi. Ban đầu Lục Văn cảm thấy đạo diễn nóng tính quá, sau đó bị mũi dao dịu dàng của cụ Yến Đình chọc cho thủng lỗ chỗ như cái tổ ong vỏ vẽ, thì hắn mới ngộ ra phẩm chất săn sóc bên trong con người sắt đá của Nhâm Thu. Hắn cảm động rồi nói: Đạo diễn Nhâm, em sẽ cố gắng hết mình. Tổ A kết thúc công việc, tất cả mọi người lần lượt rời khỏi khu nhà dạy học. Ngôi trường này chẳng có lấy một chiếc đèn công suất lớn, xung quanh chỉ toàn ánh đèn lờ mờ. Trở lại chiếc xe, Lục Văn thay quần áo, sau đó lần mò tẩy trang. Chân tay hắn vùng về, lần nào cũng rải đầy bông tẩy trang khắp bàn. Trong phòng còn nhiều hơn cả băng gạc cần dùng để phẫu thuật. Tôn Tiểu Kiểm dựa vào cửa sổ than ngắn thở dài: Ôi thôi, lần này làm mích lòng biên kịch cụ thật rồi đó. Lục Văn nghe thấy chữ cụ thì huyết áp lập tức tăng vèo thêm 10 đơn vị. Hắn nói: Thôi, đừng nhắc tới người đó nữa, cảm ơn. Tôn Tiểu Kiểm cũng rầu rĩ: Vì sao không nịnh bợ được chứ? Không nịnh bợ được thì thôi, vì sao nó thành ra thế này? Lục Văn cũng tủi thân lắm, lớn bằng ngần này rồi mà đây là lần đầu tiên hắn bị như vậy. Vì tương lai và mặt mũi, hắn đã phải làm một thằng cháu trai trước mặt của Yến Đình. Còn nịnh bợ ấy hả? Của Yến Đình coi thường hắn 100%, hắn còn cần niềm nở hơn nữa thì cũng chẳng được tích sự gì. Tôn Tiểu Kiểm cố gắng tự an ủi: Địa vị của biên kịch cổ thế kia, nói gì làm gì đâu cần để bông thể diện của ai chứ, chứ không phải anh ta cố tình châm chọc ở đâu. Đâm chọc chứ? Lục Văn vò bông tẩy trang thì thành một cụm. Anh ta không cố tình đâm chọc em, anh ta chỉ vô tình chèn ép em, bắn bỏ em, nên bây giờ em đi siêu âm, anh có biết sẽ phát hiện là cái gì không? Cái gì? Sẽ phát hiện ra cõi lòng em tan hoang ấy. Tôn Tiểu Kiểm không còn lời gì để nói, nghĩ lại họ đã gặp cụ Yến Đình ngay khi họ vừa tới Trùng Khánh, rồi khéo làm sao của một khách sạn với cụ Yến Đình, từ đầu tới giờ vô tình chạm mặt rất nhiều lần. Theo như quy luật phát triển bình thường, Lục Văn và cụ Yến Đình có duyên thế, đáng lẽ phải là quan hệ ăn lộc vua, ăn chùa ăn lộc ở Phật chứ, cớ sao lần nào gặp nhau thì cũng tăng thêm thù hận thế.
Thôi em cam chịu số phận đấy. Em và bên kịch cổ không hợp mảnh đâu. Tôn Tiểu Kiểm dù gì cũng là thạc sĩ nghiên cứu sinh tin tưởng vào chủ nghĩa duy vật. Giờ ngẫm lại mà xem cậu ngồi nhầm xe, nói lỡ miệng, nhận lầm người thực ra đã làm mích lòng của Yến Đình từ lâu rồi. Nhưng mà em đã nói xin lỗi rồi mà. Thế cô Yến Đình có chấp nhận không? Ý của anh là cô Yến Đình không hề chấp nhận là xin lỗi của em đến hôm nay mới mượn cớ để trả thù em ấy hả? Tôn Tiểu Kiểm bắt đầu tưởng tượng. Thế cậu nói xem đang êm đẹp vì sao phải sửa kịch bản, tăng cảnh quay nội tâm, khó diễn hơn hẳn, liệu có phải muốn làm khó cậu hay không? Hôm nay anh ta vừa quay tới quan sát cũng chẳng phải là được trẻ nếp cậu bắn bỏ một cách đúng hợp lý để thập tình đấy hả? Thôi, anh ta lấy chuyện riêng trả thù em hả? Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa kính xe là nhân viên hậu cần. Tôn Tiểu Kiểm mở cửa xe thấy Tiểu Trường đeo túi sách chắc là chuẩn bị tan ca. Tiểu Trường không dám bỏ bờ lời dặn của cô Yến Đình, ngay trong buổi tối đã hoàn thành. Cậu ta tới đây để báo một tiếng. Anh Lộc, đoàn phim giờ anh không đủ chân trải nên phân cho anh một trợ lý nữa. Bất ngờ được quan tâm, Tôn Tiểu Kiểm ngỡ ngàng hỏi lại. Chờ chúng tôi ấy hả? Vâng, trợ lý sinh hoạt chạy việc, chân tay nhanh nhẹn lắm, các anh cứ thử xem, nếu không hài lòng thì em đổi cho người khác. Cảm ơn nhé, phiền cậu quá rồi. Việc yên làm mà, tại em qua loa có thôi, hôm nay được dặn dò mới đi thu xếp. Thế em đi trước đây, anh Lục nghỉ ngơi sớm nhé. Cửa xe khép lại, Lục Văn và Tôn Tiểu Kiểm nhìn nhau, chẳng mấy khi vớ bở, hai người vẫn đang lần lần ngỡ ngàng. Tôn Tiểu Kiểm an ủi. Thấy chưa, đừng có buồn nữa, nhìn xem cuộc sống thế là đó. Có mất thì mới có được chứ, người ngốc có phúc của người ngốc. Thôi, sau này anh đừng xàm với em thế nữa chứ. Tiểu Trường nói là có người dặn dò, mà là ai mà thương cậu thế nhỉ? Lục Phần ngâm nghĩ rồi nói. 80% là đạo diễn Nhâm, trong đoàn phim đạo diễn là to nhất. Đạo diễn Nhâm đã ra lệnh thì Tiểu Trường bắt buộc phải làm cho xong trước khi tan ca thôi. Hồ, cũng có lý. Chẳng phải đạo diễn Nhâm còn khen cậu diễn tốt đấy sao? Trước khi vào đoàn phim, lòng hắn tràn ngập chờ mong. Nhưng ngày đầu tiên bấm máy suýt tí nữa thì đã phải quấn gói về nhà. Tôn Tiểu Kiểm cũng chẳng mong Lục Văn trèo cao, chỉ cần quay cho cẩn thận để thuận lợi đóng máy thôi thì hắn sẽ lên chùa thắp hương bái Phật ngay lập tức. Tẩy trang xong, Lục Văn đội mũ lưới chai, kéo thấp vành mũ xuống. Đừng ra suốt tinh thần như thế nha, anh nói với cậu đi giải sầu cho khuây khỏa đi chứ. Gì đâu? Người ngoài tới đây chắc chắn phải đi hồng nhai động. Rời khỏi đoàn phim, họ không đi xe bảo mẫu mà cứ như thế tới hồng nhai động. Về đêm, hồng nhai động như một thành phố của ánh sáng, rực rỡ và chói lòa. Du khách nhiều hơn cả ban ngày, náo nhiệt vui vẻ làm người ta thư thả. Lục Văn và Tôn Tiểu Kiểm nắm cái quai ba lô, theo đàn người đi tới bến sông. Cách đó không xa, đây là cây cầu Thiên Tư Môn rộng lớn. Hồi bé Lục Văn từng đi du lịch Trùng Khánh và chụp ảnh lưu niệm trên cây cầu đó. Sóng nước dập dìu, mấy chiếc thuyền cá neo trên bờ làm hắn cất tiếng hát. Cây cỏ u tịch nhuốm tà dương, đã mấy độ ẩn hồng thấp thoáng trên sông buồm lay động. Bài hát khuynh quốc khuynh thành. Lại bắt đầu rồi đó, chụp cho tôi một cái ảnh đi. Lục Văn lắc đầu với lời đề nghị của Tôn Tiểu Kiểm. Hắn biết ý định chụp ảnh ngửa người đại diện là gì. Xung quanh du khách rộn ràng, cớ sao không ai nhận ra hắn chứ? Thế giới rộng lớn phàn mầm mộ của hắn nơi đâu? Xuất hiện tí thì có được không? Tôn Tiểu Kiểm biết rõ hắn suy nghĩ gì. Vì cậu đội mũ nên mọi người mới không nhìn rõ thôi. Lục Văn cũng chẳng còn lời nào để nói. Vài giây sau hắn bỏ mũ ra, giấu đầu hở đuôi nói. Trùng Khánh về đêm mà vẫn nóng thế. Hắn xoay người tựa lưng vào lan can, đối mặt với dòng người qua lại. Có học sinh, có mấy đội yêu nhau, còn có cả đoàn du lịch. Mọi người đi tới đi lui, nhưng chẳng một ai nhận ra hắn. Đang đúng lúc Lục Văn cảm thấy xót xa thì bóng một chị gái hơn 30 tuổi bước gần hắn, trong tay cầm máy ảnh. Lục Văn thầm sướng chạm mặt fan chị gái, xấu hổ quá đi. Đối phương tới gần. Chào cậu, cho tôi xin một bức ảnh được không? Chỉ muốn chụp chung ảnh hả? Ê, làm phiền cậu nhé. Lục Văn vừa định chỉnh tóc thì trọng tài chiếu xuống, chị gái nhét máy ảnh cho hắn. Lục Văn đang ngờ ngạch chả hiểu gì thì thấy fan chị gái của hắn lùi lại mấy bước, khoác tay một anh trai, còn anh trai kia đang ôm một bé gái, một nhà ba người đằm thắm đoàn viên nhìn cười. Được thôi.
Nói chi sao? Lục Văn bật máy ảnh, lúc nhấn nút chụp đứa nhỏ đang trong ngực bố bỗng nhiên uốn néo, cúi rạp người xuống thơm bẹp má mẹ mình. Ảnh chụp không được đẹp nhưng Lục Văn không nỡ xóa đi. Hắn chụp thêm một bức nữa, một nhà ba người rất hài lòng, bấy giờ mới cảm ơn hắn. Lục Văn đòi muốn đứa trai lên, lặng lẽ dựa vào lan can. Hồi nhỏ, bố hắn từng đưa hắn tới Hồng Nhai Đồng, Tôn Tiểu Kiềm hiểu ngay bèn nói. Nhớ nhà hả? Sao gần đây có liên ngạc gì với ông chú không? Không, liên lạc với ông làm gì? Nghe ông mắng tôi hả? Chả còn máu mủ ruột già, chắc chắn thì chú rất nhớ cậu thôi. Nếu chú ấy biết cậu bị bắt nạt có khi còn vung tay lên đầu tư hẳn cho cậu một bộ phim ấy chứ. Không phải sợ ông biết em đã bị bắn lâu rồi hả? Rút điện thoại di động ra, hắn giả vờ lướt danh bà vu vơ, chẳng mấy đã đến Lục Chiến Kình. Hồi tiểu học có lần bị ăn đòn, hắn bèn sửa bố thành Lục Chiến Kình. Lúc ấy hắn còn thề sẽ không bao giờ đặt làm số liên lạc khẩn cấp. Ngón tay dừng trên nút gọi, Lục Văn đang giao dự, Tôn Tiểu Kiểm cố ý huých hắn một cái. Điện thoại kết nối cuộc gọi, hắn gác điện thoại bên tai bình chân như vải. Em chẳng có gì để nói với ông ấy hết đấy. Bất chợt giọng nói của Lục Chiến Kình vang lên. Lục Văn không ngờ bố bắt máy nhanh thế. Buổi đêm giữa nơi đất khách quê người, chợt nghe thấy tiếng giọng nói của cha, bỗng chốc hắn cảm thấy xốn sang. Bố, con đây. Hắn nghẹt mũi mái với phù nợ được một câu. Bố ăn cơm chưa? Ăn rồi. Tổng giọng trầm của Lục Văn được chuyển đi từ Lục Chiến Kình, so ra thì giọng hắn non hơn một chút. Đờ ra vài giây, hắn thực ra chẳng biết phải nói gì. Còn đang quay phim ở Trùng Khánh. Lục Chiến Kình chỉ ừ một câu, chẳng thể nào trò chuyện được luôn. Lục Văn rất muốn cúp máy, nhưng hắn cúi đầu nhìn xuống và bắt gặp một nhà ba người vừa cười vừa xếp hàng trở lên thuyền ngắm cảnh. Hắn bỗng cảm thấy sao mà ấm áp thế. Nhưng ấm áp cỡ nào thì hắn và Lục Chiến Kình cũng chẳng bao giờ được trải nghiệm. Lục Văn mùi lòng nói, bố, con nhớ bố lắm. Một quãng lặng thình, chỉ nghe thấy tiếng hít thở. Rất lâu sau Lục Chiến Kình mới trả lời. Lại gây ra chuyện gì thế hả? Huyết áp của Lục Văn lại tăng vọt. Bố có thể nghĩ tốt về con một tí được không? Chả có tí tốt nào đâu. Con bị ngu mới đi nhớ bố đó. Biết rồi, đi tìm Lão Trình đi. Lão Trình là trợ lý của Lục Chiến Kình. Từ khi Lục Văn trưởng thành, nếu tiền hoa hồng trên danh nghĩa của hắn không đủ dùng thì Lão Trình sẽ phụ trách chuyển khoản thêm cho hắn. Lục Chiến Kình không cần tự thân lo nghĩ chuyện ấy. Tắt máy, Lục Văn cũng chẳng còn lòng dạ nào nắm cảnh tiếp nữa, cũng không muốn ăn thối. Rời khỏi Hồng Nhai Đồng, về thẳng nhà luôn. Về tới khách sạn cũng chẳng còn sớm nữa, tầng 62 vẫn lặng yên như cũ. Bước tới cửa phòng, Lục Văn liếc qua cửa 6206. Hắn cứ nghĩ đời hắn có một người đàn ông không thể chịu nổi như Lục Chiến Kình đã quá đủ rồi, nào ngờ bây giờ gặp thêm Cổ Yến Đình nữa. Có lẽ kiếp trước hắn đã vùng đào cướp vợ Cổ Yến Đình, rồi sau đó trở thành bố của Lục Chiến Kình. Tổn thương quá. Ngày đầu tiên bấm máy, cả thể xác lẫn tinh thần mệt mỏi. Lục Văn vào phòng ngâm nước nóng cho dịu bớt cơn ị ẩm. Ngâm nước xong thì đứng trước gương skincare. Bồi chát xong rồi, hắn hất vòi nước rửa tay. Giọt nước bám trên bề đá cẩm thạch khúc xạ với ánh sáng từ chiếc đèo che tường. Hắn bỗng nhớ ra cái cảnh Diệp Sa mải miết kỳ tài rất giống hình ảnh của Yến Đình rửa tay trong nhà vệ sinh vào tối hôm diễn ra bữa tiệc mừng bấm máy. Chẳng lẽ để cứ làm mình bị ám ảnh? Lục Văn nói thì thầm, tắt nước vòi, thề rằng còn nghĩ tới Cổ Yến Đình nữa thì hắn sẽ sủa gâu gâu. Lục Văn vừa cập kịch bản trôi vào ổ chăn đọc được hai chữ, chẳng mấy đã ôm kịch bản ngủ thiếp đi. Kim Phút quay vài vòng, trời vừa rạng sáng, trong cơn say ngủ hắn trở mình, cái bụng sôi lên ùng ục và hắn tỉnh giấc vì đói. Nhấn nhìn một lúc, Lục Văn sờ tay đầu hàng gọi đồ ăn đêm thì chảy lắm. Hắn định tìm Tôn Tiểu Kiểm lấy đồ ăn vặt, không bật đèn, hắn sờ soạng mặc thêm cái áo khoác,
đi tới huyền quan rút thẻ phòng ra. Ngẩng đầu lên, hắn thấy một bóng đen nhoáng qua mắt mèo. Lục Văn thấy lạ quá, bèn mò tới nhìn, đột nhiên hắn trợn trừng mắt. Giải phẩm đối diện một người đàn ông ăn mặc kín đáo, dừng chân ngay trước cửa 6206, quần áo nhìn quen, là Nguyễn Phong. Nguyễn Phong đội mũ đeo khẩu trang, không bấm chuồm mà chỉ có cửa khẽ khàng. Thoáng một cái cửa mở ra, cô Yến Đình với mái tóc ướt sũng và áo choàng tắm xuất hiện sau cánh cửa. Hiển nhiên anh vừa tắm xong, hình như đang bực bội vì phải chờ lâu. Anh vươn tay giật vành mũ của Nguyễn Phong xuống. Giống hệt ban sáng, Nguyễn Phong vội vã lách vào phòng, gấp tới mức và phải cửa. Sau khi Lục Văn nhòm qua mắt mèo thì quên luôn chuyện kiếm ăn, phủi sạch sành sanh mọi cảm xúc chán chường buồn tủi của ngày hôm nay. Hắn tỉnh hết cả người, thậm chí còn hơi bị kích động. Mà cha, cái đoạn phim này drama vãi trưởng. Đồng hồ báo thức vang lên, cô Yến Đình chậm rãi ngồi dậy khỏi giường. Một là buồn ngủ, hai là do đêm qua dựa vào đầu giường sửa kịch bản nên lưng eo bị nhức. Ánh sáng phòng ngủ bên cạnh, cửa phòng mở toang, chăn lông trên giường phồng lên thành một cục. Ngoài cửa sổ sương sớm mịt mùng, cô Yến Đình nói, dậy đi. Người nằm trên giường không trả lời, cô Yến Đình cũng chẳng buồn nói nhiều làm gì, đi thẳng tới bên giường và nhấc chân đạp cho một phát, dưới chân vang lên tiếng rên đau đớn. Nguyễn Phong lăn lộn ngóc cái đầu bù xù như tổ chim dậy. Mấy giờ rồi? Vừa tròn 5:30, phải về sớm kẻo người khác trông thấy. Nguyễn Phong tỉnh táo hơn một chút, hắn ngồi dậy mặc quần áo từ sắp xếp lịch trình cụ thể. Rồi em về ăn sáng cay đá, sau đó tới đoàn phim tranh thủ ngô bổ trước giờ làm việc. Cổ Yến Đình nhìn một cái ngáp dài, đã lâu không gặp nhau nên tối hôm qua tâm sự mấy chuyện vặt vãnh tới hơn 1 giờ, sau đó anh lại phải ngồi sửa kịch bản nữa, tổng cộng chỉ ngủ được 2 tiếng, chờ Nguyễn Phong đi rồi anh cũng phải ngủ bổ mới được. Nguyễn Phong vừa mặc áo vào thì cũng nói, hôm nay có tới giám sát quay phim không? Cổ Yến Đình từ chối, không tới đâu. Sao vậy? Hôm nay qua mấy cảnh diễn chung phim trường nhiều người qua lại lắm nên cô Yến Đình không muốn tới. Nguyễn Phong lại hỏi tiếp, hôm qua anh đã không đi xem em diễn rồi đó, hôm nay lại còn từ chối em nữa chứ, anh nghĩ cảnh diễn bình thường nên không đáng để xem đúng không? Anh nghĩ một đứa nam phụ như em thì đào đâu ra cảnh nào quan trọng đúng không? Nhưng tại anh viết thế còn gì? Cô Yến Đình lại cảm thấy đau đầu. Thôi, đừng cằn nhằn nữa. Không thì anh tới xem cảnh quay của nam chính đi, tiện đường nhìn em một phát, hôm nay em cùng với tổ của Lục Văn đó, khó lắm thì anh mới tới được một lần, không tới xem em diễn mà coi được hả? Dù gì em cũng là... Em là tổ tông của anh được chưa? Cô Yến Đình không chịu được nữa, đành đầu hàng. Anh biết rồi, trời sáng anh sẽ qua. Nguyễn Phong vui vẻ nuốt chừng nửa câu sau chưa kịp nói, mặc quần áo tử tế rửa mặt qua loa. Hắn đeo khẩu trang rồi đội mũ lên chuẩn bị rời đi. Cụ Yến Đình căn dặn, cẩn thận nhé. Vâng, lần này tới cả fan hâm mộ của em cũng chẳng nhận ra chứ là. Cụ Yến Đình chợt nhớ ra. Đúng rồi, đừng để fan của em vây quanh phim trường, nhớ ảnh hưởng tới tiến độ quay thì sẽ đổ hết lỗi lên đầu em đó. Nguyễn Phong đồng ý rằng sẽ xử lý rồi lặng lẽ rời khỏi khách sạn. Cụ Yến Đình xuôi người đi vào phòng tắm rửa mặt. Anh phát hiện Nguyễn Phong để quên tất trong giỏ đựng quần áo bẩn, anh cũng chẳng lấy làm bất ngờ hay chê bai gì mà cầm đi giặt sạch sẽ. Bầu trời sáng dần lên, hôm nay tổ A đổi địa điểm sang quay một trường cấp 3 của Trùng Khánh. Sân trường vừa đẹp vừa rộng rãi, vì đang cuối tuần nên trong trường không có học sinh. Trong kịch bản em trai của Diệp Sam là Diệp Tiểu Vũ, cùng với lại Tề Tiêu và Lâm Yết do Tiên Kỳ và Nguyễn Phong thủ vai. Cả ba người họ đang theo học tại trường cấp 3 chuyên của thành phố. Một chiếc xe đỗ ở góc sân vận động, ngoài cửa Tôn Tiểu Kiểm cũng đang nói chuyện với trợ lý mới, dặn dò một số việc cần phải chú ý. Trợ lý mới tên là Lý Nại Bằng, đã làm trợ lý trong đoàn phim được 4 năm nay, đang vừa nghe vừa ghi chép rất nghiêm túc. Còn ở trong xe, Lục Văn vẫn đang ăn sáng. Nửa đêm nửa hôm hắn bị mất ngủ, trong đầu toàn là Cổ Yến Đình và Nguyễn Phong. Hôm nhìn thấy cái cảnh trước cửa đơn nguyên, hắn đã có cảm giác quan hệ của Yến Đình và Nguyễn Phong không bình thường.
Tối qua đêm hôm khuya khoắt, Nguyễn Phong vùng trộm mò vào phòng cụ Yến Đình, làm hắn không thể nào không nghĩ tới lời đồn về Nguyễn Phong. Nguyễn Phong, 26 tuổi, tốt nghiệp học viện hí kịch, năm đầu tiên vào nghề toàn đóng vai phụ, đến năm thứ hai bỗng chốc vùng dậy đóng nam chính, sau đó cuộc đời lên hương. Nhạc kịch kiêm sâu hàng đầu, đêm hội chính thống phim điện ảnh của đạo diễn Kỳ Cựu người Hồng Kông, đại sứ thương hiệu cho nhãn hàng sang chảnh và hàng loạt những tài nguyên ngon nghề, bổ rẻ, xa hoa khác, nhưng trong mắt Nguyễn Phong thì rất đối bình thường. Từ lúc đời lên hương, bối cảnh của Nguyễn Phong được rất nhiều người chú ý, nhưng truyền thông chỉ đào được mấy cái tin lá cải, tới giờ vẫn chẳng có tin nào là thật. Có rất nhiều tin đồn trên mạng với đủ các kiểu suy đoán diễn dài, trong giới ngoài giới truyền nhau một kết luận, Nguyễn Phong có người nâng đỡ, mà vì kim chủ nào chẳng những có tài lực đủ để đặt tiền mua đất diễn, mạng lưới quan hệ lo lót cánh truyền thông mà còn rất bí ẩn chưa thấy lộ mặt bao giờ. Tóm lại, lời tổng kết đồn ra được như sau. Xuất thân bình thường, tài nguyên châu bò, bối cảnh bí ẩn, kim chủ nâng đỡ tận tình. Ok. Lục Văn chẳng mấy hứng thú với suy căng đồ của Nguyễn Phong, nhưng hắn không thể nào ngờ được kim chủ mà mọi người hay đồn thổi, cứ một mực để hắn bắt gặp. Mà điều làm hắn kinh hãi nhất chính là thân phận thật của kim chủ không ngờ lại là Cù Yến Đình. Hóa ra Cù Yến Đình là gay. Một người là biên kịch lừng danh đằng sau hậu trường, một người là minh tinh mới nổi trên sàn diễn. Đúng thế, dựa vào xuất thân và mạng lưới quan hệ của Cù Yến Đình thì muốn nâng đỡ một người là việc quá dễ dàng. Anh ta suốt ngày rú rú trong nhà đấy, chẳng phải thần bí là cái gì cơ chứ? Lục Văn cắn một miếng trứng luộc, trời ạ, thoạt nhìn hai người đấy chẳng dính dáng gì tới nhau ấy thế mà có quan hệ đó. Sáng sớm lúc hắn ra ngoài, thấy cửa phòng 6206 vẫn đóng chặt, liếc mắt một cái thôi thì đã thấy mập mờ vãi trưởng. Có lẽ mục đích chính của Cố Yến Đình tới đoàn làm phim lần này là để thăm Nguyễn Phong, hoặc có khi Cố Yến Đình góp vốn đầu tư cũng vì Nguyễn Phong. Lục Văn không kiềm chế nổi, càng nghĩ thì càng lung. Đột nhiên nhớ lại khúc Cù Yến Đình sỉ nhục hắn, nói cát xê của hắn không bằng 1/3 của Nguyễn Phong. Lúc đấy hắn cảm thấy tổn thương lòng tự trọng, nhưng bây giờ lại thấy tức tới mức phải uống một hớp sữa chua. Ai thèm cho bì với cái loại tình nhân mé mỏng được bao dưỡng chứ hả? Tôn Tiểu Kiểm lên xe thắc mắc, sao mà thở phì phò thế kia, đồ ăn chán vậy cơ hả? Lục Phàn nằm mờ không đáp, sợ Tôn Tiểu Kiểm to mồm nên không dám chia sẻ drama siêu to khổng lồ. Hắn đang kiểm nén phát mệt, lờ đáng nhìn ra ngoài cửa sổ. Hắn thấy một chiếc xe siêu bự, siêu lồng lấy đi từ đầu kia tới lại chạy gần. Ai thế? Hắn hỏi. Tôn Tiểu Kiểm trả lời. Xe của Tiên Kỳ đó bên kia, còn ai nữa ngoài Nguyễn Phong? Sao dáng xe lại khác thế chứ? Người ta là xe tư nhân, có hẳn trợ lý vệ sĩ, thợ trang điểm riêng ấy. À, Tôn Tiểu Kiểm sợ Lục Văn ghen tị bèn nói. Mấy năm nay cậu ta toàn phô trương thế đó, cậu hiểu chứ, chúng ta không cần bị với cậu ta làm gì, có phải cậu không mua được đâu. Lục Văn không nín nổi bèn nói. Mấy chuyện liên quan tới Nguyễn Phong, anh cũng biết hả? Đương nhiên, trong giới ngầm thì hiểu nhau mà. Thật ra rất nhiều người có kim chủ, nhiều tới mức không buồn đếm luôn ấy, nhưng Nguyễn Phong giấu kín kim chủ quá là mọi người tò mò muốn biết mà vẫn chẳng đoán được là ai. Trước mắt Lục Văn hiện ra ông lớn của Yến Đình, bên ngoài xe của Nguyễn Phong dừng lại, đổ sòng sòng với xe của hắn tới cả cửa sổ cũng đối diện nhau. Bỗng nhìn Tôn Tiểu Kiểm nói, có lời đồn kim chủ của Nguyễn Phong là nam hả? Ôi, hóa ra hắn là gay hả? Tôn Tiểu Kiểm nói, có phải gay hay không thì không quan trọng đâu. Là sao? Tôn Kiều Kiểm bắt đầu phổ cập kiến thức. Điều quan trọng trong bao lui là tiền và tài nguyên. Đại gia ngắm trúng cậu và cậu muốn được nâng đỡ thì giao dịch với nhau thôi. Xu hướng tình dục gì gì đó có quan trọng đâu. Đáng hả? Nói chung là hấp dẫn lắm. Hàng hiệu, xe đẹp, có ngay muốn hợp tác với người nổi tiếng kia hả? Có ngay muốn thử kịch bản hả? Có ngay phim điện ảnh, thời trang, quảng cáo. Cướp cho cậu đủ thứ tài nguyên cho mọi lĩnh vực, ok, được chưa? Hò, sướng thế thì còn gì nữa? Lục Văn không khỏi bật lên. Thế giờ không đóng phim điện ảnh của Tăng Trấn luôn đi. Tôn Tiểu Kiểm không nghe ra ẩn ý sâu xa. Bởi mới nói kim chủ của Nguyễn Phong là thần thánh, Nguyễn Phong có nhiều tài nguyên nhưng quan trọng tất cả đều thích hợp với cậu ta, nhất là nhân vật mà cậu ta đóng thì cứ đo ni đóng giày ấy. Vì thế mà cậu ta nổi như cồn nhưng không khiến quần chúng gai mắt đâu.
Nghe chừng Kim Chủ còn thân thiết hơn cả bố ruột, Lục Phản bỗng dừng của gắt. Tại sao không có ai muốn bà nuôi em hả? Tôn Tiểu Kiểm cảm thấy cạn lời. Cái đồ công tử nhà cậu, cậu đi tìm thằng bố cậu là xong con mẹ nữa rồi còn gì nữa. Em chỉ nói thế thôi. Cậu chỉ được cái mồm là giỏi thôi, cho cậu lên giường với đại gia cậu có chịu không? Trong lòng của Lục Văn nổi gió giật cấp 8, trong đầu thì tua lại cảnh tượng đêm qua. Ngoài cửa phòng, Nguyễn Phong vừa vội vàng phàng và cô Yến Đình vừa mới tắm xong. Nghĩ thêm một chút nữa nhưng kinh nghiệm không đủ thì đã hạn chế trí tưởng tượng của hắn. Kịp thời phanh lại, hắn cập kịch bản, rời xe. Lục Văn đi bộ tới góc đông nam của sân Vân Nồng. Phần cảnh đầu tiên được quay ở đây. Đạo diễn đã dọn màn hình ra. Hắn vìn vào xà đôi, nhảy bật lên và ngồi trên đó đọc thuộc lòng lời thoại. Không lâu sau, Nguyễn Phong cũng đã ngủ đủ rồi bước ra khỏi chiếc xe xà hoa của mình. Hắn mặc đồng phục giống hệt Lục Văn, mang theo cảm giác tràn trề như sống chạy tới gần, chui vào giữa xà đôi chào hỏi. Chào buổi sáng, cậu có đang đọc lời thoại hả? Ừ, hôm nay mắt cậu có cuồng thâm, không ngủ ngon đấy hả? Chứ sao nữa, Lục Văn cũng cười. Hơi khó ngủ một tí. Tôi cũng ngủ không ngon. Hắn có thói quen chỉ nằm ngủ bằng gối của mình, đi đâu cũng phải mang theo, nhưng tối hôm qua phải dùng gối của khách sạn nên lăn qua lộn lại hồi lâu mới ngủ không được. Nhảy lên xà đôi, hắn thì thầm. Khuya lắm rồi mới ngủ được, tôi lăn lộn trên giường tới tức kiệt sức luôn ấy. Lục Văn nghe mà khẽ run rẩy, suýt nữa thì ngã lộn cổ xuống đất. Hắn nói lảng sang chuyện khác. Cậu có muốn đọc thoại với tôi không? Lúc cổ Yến Đình tới phim trường, anh nhìn thấy Lục Văn và Nguyễn Phong sóng vai bên xả đồi đọc kịch bản với nhau. Chắc do khí chất, mặc dù cả hai đang đọc thoại rất chăm chú, nhưng thật nhìn sớm hai đứa học sốt đang giả vờ giả vịt hơn. Nhân thủ gào lên. Anh cứ tưởng hôm nay cậu không tới chứ, vừa đúng lúc cậu tới xem góp máy này đi. Lục Văn men theo tiếng nói ngẩng đầu lên, nhìn thấy cổ Yến Đình đi tới bên cạnh Nhâm Thủ. Anh không vuốt ngược tóc lên. Trên người mặc một chiếc áo len mỏng, màu xám, rộng rãi nhìn rất ôn hòa và điềm đạm. Chỗ bên cạnh hắn trống không, Nguyễn Phong đã nhảy xuống khỏi xà đôi. Lục Văn lập tức nhận ra cô Yến Đình không tới để quan sát quay phim mà tới xem Nguyễn Phong. Lục Văn không nhúc nhích, hôm qua bị xỉ nhục một vố nên giờ hắn chẳng muốn tiếp xúc với cô Yến Đình một chút nào. Cái chỗ này rộng thế mà máy quay cứ chĩa về hắn, máy tới gần tất nhiên mọi người cũng đi theo. Nhầm thủ chạy thử ống kính. Tiểu Lục nhìn thế nào? Lục Văn không tài nào tránh nổi. Hắn lề mề nhìn mặt cỏ, xong nhìn lên Steadicam rồi mới nhìn tới mấy cái nút nấy nét. Cuối cùng thì mới ngước mắt nhìn về ống kính, vô tình phá ánh mắt của cô Yến Đình. Cặp mắt ấy vẫn sáng ngời như cũ, nhưng có hơi mệt mỏi, quầng thâm dưới mắt rất rõ ràng. Khi cô Yến Đình nhìn hắn không khinh thường, không vui vẻ, chẳng có tình cảm gì, nhưng lại khiến Lục Văn bứt rứt khắp người. Tay hắn nắm chặt sàng ngang, móng tay cày cày lớp sơn bên trên. Lúc nhìn vào ống kính phải xoay người, cô Yến Đình bị đau eo, anh nhíu lông mày, Nhâm Thu hỏi hắn. Sao thế, cậu chẳng có tinh thần gì cả, khó chịu đấy hả? Đáng lẽ bạn đầu có thể ngủ bù, không cần tới xem. Cô Yến Đình lườm Nguyễn Phong rồi đáp lời. Ngủ không ngon, thắt lưng tôi bị đau. Lục Văn hít sâu, hắn hiểu cả mà. Cái nhìn của cô Yến Đình mang theo oán trách, giọng nói trầm khàn, bề ngoài đang trả lời Nhâm Thu, nhưng trên thực tế đang liếc mắt đưa tình với Nguyễn Phong. Nhâm Thu hỏi tí cùng, sao mà đau thắt lưng cơ chứ? Cô Yến Đình nói, xương mềm, ngồi lâu quá. Lòng bàn tay Lục Văn đổ đầy mồ hôi, một người lăn lộn trên giường tới kiệt sức, một người bị đau thắt lưng, chẳng phải họ là làm lâu quá hả? Hắn liếc nhìn cô Yến Đình, nhà biên kịch lớn, nhà đầu tư, nhìn nhã nhặn cẩn thận, khí chất thành cao nhưng thật ra lại ngấm ngầm bao dưỡng tiểu thịt tươi, ngoài sáng mà nói năng mập mờ ẩn ý. Hắn không chịu nổi nữa bèn nhảy xuống đất rồi nói, tôi đi trang điểm lại đây. Nhầm thủ rồi đâm chồng, trang điểm cái gì nữa, mặt cậu sắp đỏ giống hệt đít khỉ được kia kìa. Lục Văn chạy một mạch về xe, lao vào tủ lạnh, mở một chai nước khoáng ra, tu ở ngực hết nửa bình. Cậu làm sao thế? Tôn Tiểu Kiểm hỏi. Đã bao đùa lại còn hai thế cơ chứ? Tôn Tiểu Kiểm hỏi. Cậu nghĩ chỉ đơn giản thế thôi hả? Có người ngoài mặt nhìn tử tế sáng sủa nhưng quay lưng một cái lập tức cởi quần trỏng mông.
Lục Văn kinh ngạc ra mặt, mãi lâu sau mới thốt ra được. Mà cha, cái giới giải trí bẩn vãi. Hết tập 7.